các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thân mến, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự tài trợ của Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành với chúng tôi. Hôm nay Ngọc Lam và Quỳnh Linh tiếp tục giới thiệu đến quý vị hai cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chúng tôi đang chờ đợi điều đó. Và bây giờ xin mời quý vị bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Em biết nấu ăn, em biết hát, em lúc trước em có nghề may, em biết may đồ. Còn nhược điểm của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Chị thấy em rất là xúc động. Người ta đã hứa hẹn sống chết với nhau. Xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và chào cả các khán giả trong khán đài. Chào em. Dạ, em tên là Huỳnh Nhật Trường. Em nay 37 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Trường làm gì Trường? Dạ, em làm buôn bán và sản xuất chậu kiển và trồng cỏ thảm. Cỏ thảm nay nhiêu mét? Dạ nay sụp còn 16 anh. Anh mua 12 có không? Dạ có, em cho anh luôn. Cho anh luôn. Cảm ơn nhiều. Tức ghê á, ở bên kia có biệt thự cho nên là mới xin cỏ thảm được. Tôi ở chung cư, tôi không có đâu, điều kiện xài cỏ thảm. Tôi đâu có xin cỏ thảm để tải. Chị xuống dưới lần qua đem tặng cho chị chậu lan. Cảm ơn em. Thật ra mua cỏ thảm không phải để trải biệt thự đâu. Làm sân đá banh. Coi thấy ghét không mọi người? Ông Mai này hồi thế nào cũng bị tôi xử rồi. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, em tên là Phạm Thị Kim Ngân. Em sinh năm 1994. Quê của em ở Lấp Giò, Đồng Tháp. Gần không? Hỏi có gần không? Bạn ở Lấp Giò, bạn ở quyền nào? Bạn ở xã nào vậy? Dạ, ở xã Bình Thành á. Gần Vĩnh Thạnh không á? Dạ không, chợ Lấp Giò, chợ thị trấn Lấp Giò. Gần cầu Vòng Cống ha. Đúng rồi. Nói chung là mai mốt đem kiển vô Bách Quá Xanh là bán luôn cũng được. Rồi em trai Trường. Trường có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi. Biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta. Kiển người ta còn chăm sóc được, đừng nói chi người. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Còn khuyết điểm gì ông Trường? Dạ, khuyết điểm thì em chưa thấy. Nhưng mà con cái em hơi nhát chút. Nhát gì? Như gặp rắn em sợ rắn. Sao con trai miền Tây dạo này sợ rắn hơi nhiều? Tôi chỉ sợ chuột thôi. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, em biết hát. Em lúc trước em có nghề may, em biết may đồ. Còn nhược điểm của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Bây giờ hát đi em gái. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay sắc pháo rơi đầy đồng. Quê tôi trai gái vui trong lòng. Có mấy mối tình rồi Trường? Hồi xưa cũng được 4 năm. Nhưng mà nó cuối cùng nó không có kết quả. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 7 năm. 7 năm sao chia tay trời? Cũng vì chính chắc là công việc á, cũng thay đổi. 7 năm ta cũng phải lấy nhau rồi chứ. Dạ thì lấy nhau rồi nè. Lấy rồi đó hả? Dạ. Thì lấy thì nói lấy luôn đi. Có con chưa? Dạ có, một bé trai 10 tuổi. Rồi giờ chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm, con em nuôi. Nhà gái của mình tình duyên sao nè? Em có gia đình gãy đổ được một lần chị. Cách nay 4 năm có đứa con gần 4 tuổi đó chị. Bé gái, con ở với ba nữa. Thế thì bây giờ mình mong muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Người đàn ông không có gia trưởng, không có tính toán chi li với vợ con. Không có nghe những lời thị phi bên ngoài mà đem về nhà nói vợ con này nọ chị. Giận cá chém thớt đó đúng không? Bao nhiêu áp lực ngoài xã hội dồn nén về la vợ không? Đúng không? Chị thấy em rất là xúc động. Có vậy không em trai? Dạ. Hả? Em không có. Em gái bên kia chắc bị tổn thương một lần rồi cũng sợ đúng không em gái? Em sợ đúng không? Ta chuẩn bị cho một hành trang mới. Rồi nhà gái của chúng tôi thì có lẽ là ở quá khứ cũng đã trải qua khá nhiều cái tổn thương. Thì hy vọng rằng là ở tương lai cũng không phải gặp lại những cái điều như vậy nữa. Chàng trai của chúng ta,
mong muốn của mình có một người con gái như thế nào? Em thì mong muốn người con gái được quan tâm, lo lắng cho gia đình, chung thủy. Em có nỗi niềm gì buồn nhất trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi? Sự phản bội. Phản bội hả? Trường cũng rất là xúc động. Người ta đã hứa hẹn sống chết với nhau. Em phát hiện ra dạ. Những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi với em. Do em? Dạ, hoàn toàn lỗi với em. Lỗi gì? Thì người ta nói đủ thứ. Nghèo mà do em công việc không hợp với người ta. Nói chung là tất cả các lỗi gì em. Trời, thôi. Thôi, quá khứ bây giờ chúng ta khép lại. Mình hỏi người thân đi. Đi với ai? Dạ, đi với con. Con tên là gì? Tên là Huỳnh Nguyễn Trung Vũ. Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Mẹ không có về thăm hả em trai? Em có cho về thăm không Trường? Cho bình thường. Bên kia không có liên lạc luôn hả? Dạ không. Tại từ lúc mà ký đơn này em không có liên lạc luôn. Con thấy cô này sao? Cô bên này nè. Mai mốt cô đó về ở cùng nhà với mình đó, con chịu không? Con ok không? Ok. Còn em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái ruột của em. Dạ em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào khán giả trường quay. Thì hôm nay em đi đến chương trình cùng với chị thì em cũng mong là chị có được một người để mà chị có thể nương tựa được suốt đời. Khi mà lúc đến thì anh cũng nói chung là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là hiền. Nhưng mà khi về ở chung nhà rồi thì bắt đầu mới có những cái xung đột xảy ra và anh ăn hiếp chị và gia trưởng rất là nhiều. Về tiền bạc là khét xét nét chi tiêu đủ thứ hết. Kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó, chứ còn chị thèm á là chị không có được ăn. Cho nên hình ra là cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó bị bế tắc á, nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á, nếu như mà sau này hai anh chị có thành đôi với nhau thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống này kia thật sự đó là những vấn đề rất là nhỏ. Với lại là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi và cũng bệnh hơi nhiều á, cũng mong muốn là anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ, chứ không có ở suốt bên đó được. Cái cảm nhận ban đầu em thấy anh Trường anh hiền không? Anh được không? Dạ em thấy nói chung người miền Tây của mình á, thì cái nhìn cái vẻ bề ngoài á, thì rất là chất phác, rất là hiền. Thì chủ yếu là do hai bên gặp mặt thì coi là có rung động hay không và có bắt được nhau hay không. Rồi cảm ơn em gái. Chúng ta đã lỡ chuyến đò rồi, hy vọng chuyến đò này nó sẽ là chuyến đò bền vững mãi mãi luôn. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Sao trùng hợp quá. Sao vậy? Món quà trong đó là cái gì mà trùng hợp? Wow. Thấy rõ không ạ? Dạ, anh thấy em sao? Thấy cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương, cũng đẹp. Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng được, không có yêu cầu gì quá, chỉ cần thương em, thương gia đình là được. Anh không cần gì, anh chỉ cần sáng nấu cơm cho anh ăn, chiều nấu cơm cho anh ăn được. Còn sáng nấu cơm xong em muốn đi đâu em đi, miễn chiều có cơm về ăn được. Tiền bạc ai quản lý? Theo anh nghĩ tiền bạc ai quản lý cũng vẫn được, chủ yếu là mình biết chia ly cho nó đúng là được, cho nó dư giả hay là mình biết tiết kiệm thì nói chung ai giữ cũng vậy. Mà em theo em thấy theo anh thấy càng giữ tiền càng mệt chứ đâu gì đâu. Đúng rồi, giữ tiền chi mệt. Sáng vợ đưa 50.000 uống cà phê rồi khỏe khỏi lo hết trơn. Thôi nhiều. Trời ơi, ly cà phê ta hết 4 mấy ngàn rồi.
ở Đồng Tháp cà phê rẻ hơn, cũng được. Nhà có sân vườn, có cây, có bông, nhà ngắm bông sân vườn view đẹp luôn. Sợ lúc đó sáng kêu vợ qua, vợ nhăn nhăn hết chứ. Không nhăn đâu. Hỏi coi có nhăn không? Có nhăn không nè? Không có tiền mày không nhăn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, phụ nữ tay hòm chìa khóa là người ta phải tính tới từng giọt cà phê. Chắc chị Lan cũng vậy quá. Phải đó. Hỏi giờ tiếng gần nữa cho nó rõ xíu đi. Ngồi xa quá. Nè, tiếng gần lại hai bên đó. Rồi, hai người nói chuyện đi. Nếu sau này dù chuyện gì đi nữa em có bỏ anh nữa không? Nếu như mà đã quyết định thì đây cũng là lần thứ hai, thì cũng là lần cuối. Nếu mà trong Bách Hóa Xanh có ai hơn anh thì... Anh yên tâm đi, Bách Hóa Xanh tao có gia đình hết rồi. Có chàng không có gia đình thì cũng mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới lớn lên. Lớn lớn lên dễ dụ lắm á. Ghiền quá ông ơi. Nè, mình đàn ông là mình phải bản lĩnh. Nhưng mà mất tiền bạc anh giao giữ hết anh chịu không? Dạ chịu. Rồi sáng xin tiền cho không? Dạ cho chứ. Nhiều. Đương nhiên là đàn ông đi làm á thì cũng phải có chút tiền bỏ túi chứ, không sao mà không cho không được. Không có tiền đổ xăng đẩy xe về. Em cho anh cơ hội lên tìm hiểu em. Tại vì làm Bách Hóa Xanh là làm cả năm cả tháng, lúc nào cũng làm chứ. Khi nào muốn nghỉ thì xin nghỉ chứ không có. Thì tối ra ca anh lên. Ra ca là tới 9 giờ rưỡi lận. Đâu xa đâu. Giờ tối lận. Thì 9 rưỡi nhà anh lên đó 10 giờ ra 1, 2 giờ chạy về. Trời ơi, quá được luôn á. Bây giờ đã đến lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Ngân không bấm á Ngân. Dạ, tại khi mà em nhìn anh em chưa có cảm động, động lòng. Cảm xúc đầu tiên của em là gì? Anh chưa có cảm xúc đúng không? Dạ. Chưa có rung động đúng không? Chị hỏi thiệt là điều gì khiến cho em còn ngại ngùng? Em có thể chia sẻ với chị Lan được không? Cái hôn nhân đầu tiên vậy đó, em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút. Lần đầu, với lại lần đầu tiên gặp mặt anh thì em cũng chưa có cảm nhận được cái gì hết. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Xuống dưới tâm sự xin số điện thoại đi. Đi đi. Rất tiếc là cặp đôi đầu tiên họ đã không bấm nút. Thôi, bây giờ đổi không khí đi mọi người. Chúng ta hy vọng ở cặp đôi thứ hai này họ sẽ có một cái kết thúc đẹp với nhau. Và bây giờ thì mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Rất là có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì em rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Dạ, ưu điểm của em là em có trách nhiệm với công việc. Với lại em luôn luôn đúng giờ. Đúng giờ. Dạ. Với lại em cũng có sở thích nấu ăn, mặc dù là
có thể là nấu không ngon lắm nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Dạ có yêu cầu thì bạn trai cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với mọi người, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, không có gia trưởng. Thì em cũng một nữ cũng ít nói, tại vì em nói nhiều. Em đi làm về thì nhắn tin hỏi câu một câu là hôm nay anh làm về có mệt không, nó như vậy là nó cảm thấy rất là vui rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Thằng ngồi đi em trai. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em chào quý vị khán giả trong trường quay và chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hải, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng đảm bảo chất lượng của công ty thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện tại thì em đang ở Bình Dương nhưng mà công tác thì tại ở thành phố Thủ Đức. Bạn Hải tên... quê đâu Hải? Dạ em là quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Rồi dạ. ở Bình Dương với ai? Dạ em ở với anh ruột ạ, với lại chị dâu ạ. Rồi mời em trai. Dạ, dạ, trước tiên em chào chú Ngọc Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lạng, em năm nay 27 tuổi ạ. Em hiện là đang làm chuyên viên bên trung tâm hỗ trợ xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì lệnh? Dạ Trương Công Lệnh. Trương Công Lệnh hả? Trời tên dữ quá ta. Dạ chữ công thì nó cũng có lạ một tí, là nó là không phải là chữ C mà là chữ K. Chữ K đó hả? Dạ. Công lệnh. Dạ. Chuyên viên làm cụ thể là mình làm cái gì? Dạ thì cái công việc ở em làm đó là tiếp nhận những cái đối tượng người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ, những cái đối tượng yếu thế trong xã hội á, thì mình tạo điều kiện cho họ là chăm sóc nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng. Bên Sở Lao động Thương binh dạ, xã hội. Sở Lao động Thương binh xã hội. Thôi mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, rất là có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì em rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em biết nấu ăn và nấu ăn cũng khá là ngon. Với lại em hát cũng khá là hay. Em xin dành tặng cho mọi người với anh bên kia một đoạn nhỏ ca khúc Anh ơi đánh rơi người yêu. Hay quá. Ý là nhắc đừng đánh rơi đó nha. Đêm dài thêm với những nhớ nhung ban chiều, khi người chợt ghé đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại anh không này. Dạ em xin hát ạ. Công lệnh là hát bài nào tặng nhà gái đi. Dạ, bắt đầu. Em hát một đoạn nhỏ. Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu. Từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều. Biết yêu thương và lo lắng, sẽ chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế em là hạnh phúc của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên đây nữa rồi. Cầm chặt tay anh mỗi khi em quên mất. Ưu điểm của khuyết điểm của Công Lệnh là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có trách nhiệm với công việc. Với lại em luôn luôn đúng giờ. Đúng giờ. Dạ. Với lại em cũng có sở thích nấu ăn, mặc dù là có thể là nấu không ngon lắm nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em không thích những người mà kiểu là không đúng giờ. Nói chung là ngay cả người yêu hay ba mẹ ở nhà, tức là hẹn lúc mà nào hẹn với em thì phải đúng giờ. Bạn rồi. Gái ở bên đây khi mà nghe bên kia chia sẻ là em là một người rất là đúng giờ, em không thích người hỏng đúng giờ, có tôi thấy bạn gái bên đây cười mỉm mỉm mà hơi quê quê. Chắc bên đó trật giờ lắm hả? Bên đây hay trật giờ lắm hả em? Thì em cũng lề mề, tại vì em rất là kỹ tính, em làm gì em cũng kỹ, với lại em chuẩn bị hơi lâu. Nhưng mà về thời gian á thì em sẽ canh giờ và cố gắng sẽ đi được đúng giờ. Mày quá, lề mề mà không trễ giờ là được rồi. Rồi giờ mình nói tình trường của mình đi. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì 3 mối tình, một mối tình là hồi học sinh, một mối tình nữa là ở hồi sinh viên thì được 3 năm. Thì sau khi ra trường thì em cũng có quen một người mà khoảng 1 năm thì em chia tay. Mối nào sâu đậm nhất em? Mối nào dạ, sâu nhất? Mối tình sinh viên là sâu đậm nhất ạ. Với lại em đi làm rồi cho nên là em cầu toàn hơn, em suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Dần dần thì hai người không có tiếng nói chung nữa. Dạ đúng rồi, bọn em quyết định dừng lại. Bên kia 3 mối tình. Bên đây mấy mối.
Em thì hai. Hai hả? Hai mà sao ngập ngừng quá vậy? Một mối tình nhưng với một mối tình. Ủa hai hay là một? Đơn phương. Yêu mà không nhớ nữa hả? Không, tại là một mối đơn phương à. Còn một mối là yêu. Yêu được lâu không? Dạ thì cũng có 7 tháng. Xong do lúc đó em học ở trong Sài Gòn, bạn đó học ở Huế. Ừ. Xong xa quá. Yêu 7 tháng? Dạ. Mà xa nhau hết mấy tháng rồi? Xa nhau 7 tháng luôn. Bên kia ba mối tình, bên đây có mối tình nhưng mà cũng không có gì gọi là sâu sắc hết trơn á. Ừ. Bây giờ em gái. Dạ, em nghe anh kia nói em thấy anh hiền không? Dạ có hiền. Hiền khô. Dạ cũng có kỹ tính, có khó tính ở trong đó. Dạ. Khó dụ giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Nói vậy thôi chứ ảnh mà gặp nhà gái cứ khỏi giờ giấc luôn, đợi tới sáng cũng được nữa. Bây giờ mình muốn tìm một mà nửa yêu thương của mình như thế nào nè? Dạ về ngoại hình thì khuôn mặt dễ nhìn, cao thì cao từ 1m7 trở lên. Về ngoại hình thì có một cơ thể hơi khỏe mạnh, có bờ vai rộng đó, là bạn đấy có chơi thể thao thì có tập gym thì nó mới được như vậy. Bạn bên đây chắc chơi thể thao tạc lon này kia vậy. Có chơi môn gì? Nói chung là mặt bên đây sáng sủa. Dạ. Đẹp trai. Môn gì tươi. Chơi môn gì? Dạ nói chung là chiều lại thì em hay ra công viên chạy bộ, hít xà đơn. Đó, ngon lành có. Rồi chị dạ nói là... cho em nghe là body bên đây là đối với chị là chị rất là xích. Có yêu cầu gì nữa không? Dạ có yêu cầu thì bạn trai cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, không có gia trưởng, không có rượu bia, không hút thuốc lá. Bạn này thì làm về công tác xã hội như thế thì chắc chắn là bạn rất là quan tâm tới người khác, chăm sóc người khác cũng rất là tốt, bảo vệ người khác cũng rất là tốt luôn. Đối tượng của em là sao nè? Thì em cũng một bạn nữ cũng ít nói, tại vì em nói nhiều. Nói chung là em cũng không cần người bạn nữ quá làm nhiều thứ, nhưng mà chỉ cần em đi làm về thì nhắn tin hỏi câu một câu là hôm nay anh làm về có mệt không, đó, như vậy là nó cảm thấy rất là vui rồi. Trời dễ ẹt. Hả, anh thấy được á. Hai bạn này là thấy tương đồng với nhau. Bây giờ mình nhà trai đi với ai cưng? Dạ nay em đi của mình. Rồi có chú mình. Quyền Linh lo. Mình đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp với là chị dâu. Đồng nghiệp rồi, xin mời ai đó đại diện nhà gái. Chào nhà gái ạ. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp với bé Hải cũng được thời gian lâu rồi, nhưng mà bé Hải thì nó có một cái cá tính hiền lành và trung thực, thì em thấy bạn trai bên này thì cũng thấy tương đối, thấy phù hợp. Còn đây là chị dâu, thì để chị dâu nhận xét một xíu. Em có câu hỏi muốn hỏi bạn trai là thấy bạn đúng giờ á, quan trọng việc đúng giờ vậy, bạn có gia trưởng hay gì không? Dạ không, tức là em mọi việc trong gia đình á, thì nhà em thì mọi việc trong gia đình thì tất cả đều ra bàn bạc với nhau, mình sẽ trao đổi với nhau rồi mình đi đến một phương án rồi tất cả cùng thực hiện, chứ không có cái kiểu là áp đặt ý chí là muốn người này phải làm theo ý mình. Thì thấy bạn cũng tương đồng với Hải á, tính tình cũng tương đồng, thích thẳng thắn rồi vậy, thì nếu có cơ hội thì hai bạn bấm nút tìm hiểu thêm. Dạ vâng ạ. À, cảm ơn chị dâu. Chờ gì nữa, mở rào thôi, hai bạn tự tìm hiểu với nhau. Đúng. Đi ca này chúng tôi không nói gì nữa hết. Rồi tấn công đi. Đến chương trình hôm nay thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Thứ nhất là cái quả địa cầu có cái đồng hồ, tức là thứ nhất là cũng tượng trưng là em là một người rất là đúng giờ giấc. Một ý nghĩa thứ hai là ví dụ như sau này chúng ta đến với nhau á, mọi thời gian của anh thì dành cho em. Món quà thứ hai đó là đây là một cái sản phẩm ở quê em, tức là em cũng đang bán cái sản phẩm này, cũng đang kinh doanh sản phẩm này. Cái loại này thì sáng sớm là bạn nữ có thể pha với một ít nước ấm thì uống rất là khỏe, tạo sự năng động cho ngày mới. Dạ, dạ em cũng cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh, đó là một bánh là do tự tay em làm. Dạ. Cảm ơn. Với lại một cuốn sách là Đàn ông sao mạ, đàn bà sao kim. Thì em muốn là trong đây nó sẽ có những cái mà khi mà không có hiểu nhau về giữa phụ nữ và đàn ông, thì khi mà anh đọc cuốn sách này thì anh sẽ có thể lý giải được tại sao mà đối phương của mình có những cái biểu hiện như vậy, để mình có thể hiểu nhau hơn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Anh nghĩ sao về em ạ? Em một cô gái rất là dễ thương. Dạ em xinh xắn. Nãy giờ qua cách nói chuyện thì anh cũng thấy cảm thấy em một cô gái là ít nói, sống nội tâm, nhưng mà
theo cái giọng thì anh cũng thấy là rất biết và quan tâm người khác. Dạ. Thì em có sở thích như thế nào? Em thì em thích xem phim, em thích ca hát, thích đi du lịch. Em rất thích đi du lịch nhưng mà em chưa có cơ hội được đi du lịch cùng bạn trai. Dạ vâng. Sở thích giống anh cũng rất là thích đi du lịch. Cũng giống như em là chưa bao giờ được đi du lịch với người yêu. Dạ. Thì em hy vọng là sau chương trình này nếu mà anh và em có quen nhau thì anh có thể dẫn em theo rồi giới thiệu những cái địa điểm lịch sử, những cái di tích đang làm khoáng sản của đất nước mình. Thì em cũng rất thích điều đó nhưng mà em chưa có cơ hội thôi. Có cơ hội thì anh cũng sẽ dẫn em đi. Bây giờ em đó, hai người thỏa thuận với nhau thử khoảng bao lâu thì mình đến với nhau được? Nếu chúng ta hiểu nhau. Nếu mà quen nhau thì bao lâu thì anh tính tới chuyện hôn nhân ạ? Tầm tối đa là 2 năm. Nếu mà tính 2 năm là em 28 tuổi. Tức là tối đa, anh đang nói là tối đa, có thể là sớm hơn. Dạ. Bây giờ em tới đi lệnh, tới nắm tay Hải đi. Anh xin phép em nắm tay. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt Hải. Nãy giờ nói chuyện với em, anh thấy sao, sao nè? Nãy giờ nói chuyện với em thì anh cũng thấy em một người con gái phù hợp với anh. Dạ. Thì anh cũng mong là anh với em cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Thì được thì mình tiến tới hôn nhân. Thì em cũng rất là sẵn lòng, vui lòng để cho mình cơ hội để làm quen với anh. Và em thấy thì những cái về tính cách rất là phù hợp với em. Yeah. Dạ. Mấy Hải hát hay đó. Hát một bài nào tặng cho Lịnh đi. Em sẽ gửi tới anh một bài hát và khán giả trong trường quay một bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ, ánh dương nàng ngất lên ngàn có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi. Mà sao tình cờ gặp anh, em sẽ ngang qua đời. Vài người vội vã, vội đến rồi đi. Sao em không ngăn thêm được nghĩ suy? Từng đêm nhớ mong về người, biết anh còn chờ đợi. Chơi với bao đêm em thấy đủ rồi. Ngạn tia nắng anh ngần lại, ánh lên màu mắt xanh ngời, khoe lên ngàn giấc mơ ngàn trong đời. Yeah. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm, kiểm tra con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mình đang đi tìm kiếm hay không? Phải nửa bánh ghép này có hợp với mình hay không? Chúng ta có rung động trước đối phương không? Bấm hay không là quyền của các bạn. Hãy lắng nghe con tim của mình và sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi. Hai bạn bấm rất là đều luôn. Bấm cùng với nhịp tim của hai đứa đó. Một nụ hôn đầu tiên chứng minh ngày gặp mặt. Dạ, em xin phép hôn tráng. Hôn tráng là hôn con mình đó. Cặp đôi các bạn rất là dễ thương ha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn đây. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z
nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Còn đây là món quà mà bạn gái tặng cho bạn. Dạ, mời hai bạn. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tất cả những tình cảm của những cặp đôi đã đến đây cùng với bạn mối hẹn hò. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp nối những cuộc hẹn hò như thế để có một hạnh phúc trọn vẹn luôn. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem bạn mối hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn mối hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.